Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Trần Ngọc Lam đã donate ủng hộ cho kênh qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Xin được cảm ơn anh em Trần Ngọc Lam rất là nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quốc anh em Minh Quang, anh em Đức anh em Trần Quốc Đạt, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Phạm Xuân Minh, anh em Ngô Thanh Sang và cuối cùng là anh em Đỗ Quang Huy. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ trợ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Cái con game này thì hơi đen khi mà đầu game không ra được những cái con tướng mạnh, không ra là những cái con tướng có thể là chúng ta đánh được chuỗi thắng, và không có khả quan đánh chuỗi thắng thì tôi quyết định là tôi sẽ eco ở cái trận đấu này anh em nhé. Đấy, và trong cái trận đấu này thì cũng xin chia sẻ với anh em là như ở cái trận đấu trước ấy, tôi cũng có nói là Saman nó rất là mạnh khi mà chúng ta có đủ 6 con. Nên là trong trận đấu này, ở trong cái bộ truyền thuyết nó có cái con mèo 5 tiền. Chính vì thế nên là tôi lại quyết định là tôi sẽ câu cái con gấu. Nếu mà nó ra cái con gấu Saman thì chúng ta sẽ chơi nó là cái bộ Saman anh em nhé. Ok, đầu game thì chúng ta không có cái gì cả nên là tôi sẽ eco. Đấy, đồ thì nó cũng không được ngon cho lắm để mà đánh chuỗi thắng. Đấy, nên là eco thôi anh em nhá. Thực ra thì cái kiểu eco của tôi ấy, nó cũng là nếu mà giả sử nhá, nhưng mà có một ông ấy cũng eco cùng ấy, thì tôi cũng sẽ không có bỏ bài ra đâu. Mà tôi chủ yếu ấy, cái quan trọng là tôi muốn là tôi câu dài con gấu. Đấy, nên là ông nào phá đi ông cứ phá thôi. Đấy, rất nhiều lần gặp mọi người trong game, mọi người thấy tôi eco thì mọi người hỏi là phá hay không thì mọi người không phải ngại đâu, cái việc đấy đâu, phá thì cứ phá thôi, tôi vô tư mà, nói chung là thích thì cứ phá thôi. Đấy, chứ còn tôi cũng không quan trọng với việc phá hay không, cái quan trọng là gì, để được hai con eco vào để giữ máu. Đấy, bởi vì bây giờ nếu mà cho bài vào ấy, mà đánh theo kiểu là đẩy cấp thì chả ăn được ai. Mà nếu mà chúng ta chúng ta gọi là gì, chúng ta gọi là đánh theo kiểu bình thường để mà bổ củi giữ máu thì nó cũng chả giữ được, bởi vì cái đội hình nó tương đối yếu, với những cái món đồ nó không được ngon cho lắm. Đấy, nên là thôi thì cứ bỏ vào như này thì nó lại lợi thế hơn. Nó vẫn là cái kiểu đánh gọi là dạng là bổ củi thôi. Đấy, nhưng mà để như này vào thì nó đỡ mất máu anh em ạ. Một round này, đây này, ví dụ như gặp cái thằng này nếu mà bỏ bài vào thì rõ ràng là cái việc mà mất mười mấy máu ở cái round này nó là đương nhiên. Hai con đẻ, đấy, 9 máu rồi. Đẻ thêm hai con nữa là nó rơi vào đâu đấy, nó tầm khoảng 12, 13 máu. Đấy, thế nên là thôi, tôi quyết định là gì? Là chúng ta bỏ bài vào, chúng ta eco. Đấy, còn cái round này còn chưa chắc là ăn được quái đâu nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là ăn được. 20 Talit thì chắc là ăn được. Đánh liều phát. Bây giờ đang có 40 tiền, chả muốn phá 40 tiền đi. Tôi nghĩ là 20 Talit thì ăn được đau này đấy. Con sói nó cũng gọi ra được thêm hai con đệ nữa, đúng không? Theo anh em thì có ăn nổi không? Tôi nghĩ là ăn được. Mà dù là tôi cũng đang có cái dự tính là lấy mấy con Gladiator vào, nhưng mà tôi lại nghĩ là gì? Là tôi còn kiếm được một quyển sách nữa ở cái round này. Đó, nên là chắc là tôi không có chuyển sang Gladiator. Còn Gladiator tôi nghĩ là chắc chắn ăn được ở round này đấy. Rồi, ok, ăn được thôi anh em ạ, sẽ ăn được thôi. Quá tuyệt vời. Phòng vu gây cái lượng đam nhiều lắm. Còn phòng vu này nó tung trưởng, nó gây đam rất nhiều. Cái bản update mới ấy, nó có bắp thêm cho cái con phong vũ. Nên là cái con phong vũ này nó có thêm một lượt đánh. Mỗi lần tung skill là thêm được một lượt đánh. Rồi, ok, tôi vẫn tiếp tục câu con gấu Saman anh em nhé. Chén thánh à, được. Cái chén này sẽ giúp chúng ta đép được cái round quái 15. Tôi sẽ đổi cái món đồ bắn trưởng luôn. Đấy, đổi dần thôi. Để khi mà chúng ta form đủ bộ thì chúng ta sẽ có đồ bắn trưởng. Như chia sẻ với anh em ở cái video trước ấy, thì dạo gần đây view ở trong cái bộ môn Auto Chess này nó cũng giảm đi nhiều.
Một phần thì có thể là như rất nhiều anh em comment ở dưới cái video clip đó là tôi ra clip không đều. Đúng thật. Cái khoảng thời gian đầu năm là cái khoảng thời gian mà có rất nhiều cái công việc, những cái sự chuẩn bị, những cái kế hoạch cho năm mới. Đấy, thì tôi cũng ra clip nó không được đều cho lắm. Nhưng mà nếu mà nói là không đều nhá thì nó cũng không phải là ra ít đâu. Nó cũng nếu không đều là tức là đang cái kiểu là tôi ra clip hàng ngày ấy, sau đó tôi lại nghỉ một ngày xong tôi lại ra tiếp ấy, thì nó gọi là không đều. Nhưng mà về cái tần suất ra video ấy thì tôi nói thật với anh em là kênh của tôi là cái tần suất ở nó cũng khá là nhiều đấy nhá. Đấy, tức là ra đều từng ngày, sau đó nghỉ một ngày hoặc là hai ngày ra tiếp, nhưng mà chủ yếu là vẫn là đều từng ngày. Đó, so với các kênh khác, ví dụ như anh em chơi khuya thì anh em có một cái lịch ra khá là đều đặn. Đấy chính là cách một ngày ra một clip. Đó, nhưng mà về cái tần suất thì rõ ràng là kênh của tôi cái tần suất nó không hề nhỏ. Đúng không? Đấy, nên là cái có thể nói là cũng có thể là do là cái đó là cái thuật toán ở trên YouTube là chúng ta ra một cái giờ cố định này, sau đó chúng ta ra vào một cái ngày cố định thì nó vẫn hiệu quả hơn là cái việc ra video như kiểu của tôi, tức là ra nó không đều là một, lẻ thứ hai là gì, là cái giờ của nó cũng không cố định. Tôi nghĩ là như thế. Thực ra thì làm YouTube nhiều tôi cũng biết cái điều đấy, nhưng mà bây giờ bảo là bận thì biết làm nào. Không thể ra video đều vào một cái giờ được. Nhưng mà vẫn cố để hàng ngày là vẫn có video để up lên trên YouTube phục vụ anh em ấy. Nên là có những cái giờ mà ví dụ như tối hôm trước không ra kịp thì sáng hôm sau ra, chẳng hạn như thế. Bởi vì có những cái lúc mà thực sự là bây giờ ấy, tôi nói thật với anh em là buổi tối cũng khá là mệt. Hai đứa ấy, có hai đứa ở bây giờ là buổi tối là tôi nói thật với anh em là cho chúng nó ngủ ấy là tôi cũng ngủ luôn. Cái giờ mà cho chúng nó ngủ sau đó đến cái giờ up video ấy, thì cái giờ up video của tôi là thường ngày trước là lịch cố định của nó là 11 giờ đúng không? Đấy, thì sau khi mà cho chúng nó ngủ thì tôi mới bắt đầu tôi up video. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ thì cho chúng nó ngủ, tôi buồn ngủ quá tôi cũng ngủ luôn. Đấy, thế là có nhiều hôm là không kịp up video. Không có đúng cái giờ đấy. Nên là nhiều khi là lại up vào buổi sáng. Mà up vào buổi sáng rồi thì chả nhẽ lại đến tối lại up thêm phát nữa. Thế thì cái tần suất nó lại hơi nhiều. Đó, thế có cũng có nhiều lý do. Một trong những lý do đấy chính là thời gian nó cũng khá là eo hẹp anh em ạ. Round này thì cũng xin chia sẻ với anh em là round này thì tôi không mua Phong Vũ hay sao anh em nhá. Bởi vì tôi xác định là tôi sẽ không chơi Metalist. Đấy. Tôi không xác định là chơi Metalist. Chơi cái bộ Metalist ấy, đánh ở level 10 là rất khó chơi. Tôi chỉ mắc binh lên 8 thôi, lên 9 thôi, lên 9 là hết cỡ rồi. Sau đó đánh ở level 9 thôi. Trận này tụt hơi kinh ấy. Tụt máu quả hơi sâu ấy, quả vừa rồi. Tôi chỉ để hai con Phong Vũ ở đây để tôi đép cái quái thôi. Chúng ta sẽ không cần phải up lên 2 sao làm gì cả. Bởi vì chắc chắn là sẽ đép được cái đao quái với hai con Phong Vũ. Đó, tôi đép xong rồi tôi cũng sẽ bán đi thôi. Trận này xong chúng ta có thể lên 8. Nếu mà còn nhiều máu thì có thể lên 9. Sau đó roll nha anh em nhá. Eco bây giờ là cũng là được 10 round chuỗi thua đấy. Rất là ok. Con Phong Vũ là có một cái hay đấy là khi mà nó bị bớ vào ấy, nó sẽ lướt đằng sau để nó lé cái việc mà bị focus. Sau đó nó sẽ gây đam. Đấy, cái lượng đam của nó là khá nhiều. Không có sợ là bị lọt quái được. Rồi ok rồi anh em ơi. Đây rồi. Cứ nhìn thấy cái con này là chúng ta có một cái cơ hội top 1 rất cao luôn đấy nhá. Để như này đi. Hiện tại thì vẫn đang tận dụng được cái bộ Metalist để đép. Rồi, quá tuyệt vời anh em ạ, quá tuyệt vời. Đồ bắn trưởng là ngon rồi.
Thực ra là bây giờ là có thể bán gấu rồi đấy. Bây giờ ra là con gấu Saman. Cái bộ Saman ấy, nó chỉ cần duy nhất một cái con gấu Saman nó ra đúng một con thôi. Một sao cũng được, một sao hay là hai sao không quan trọng. Cái quan trọng là nó ra đấy. Sau đó là cái quan trọng thứ hai đấy là ra được con mèo 5 đô. Thế là xong. Câu chuyện nó là kết thúc. Ok. Trong cái video ngày hôm trước ấy, tôi cũng có khảo sát các anh em để xem là các anh em thấy là cái lý do tại làm sao mà kênh nó bị tụt view ấy. Thì có rất nhiều anh em đưa ra nhiều cái lý do đấy. Thì cái lý do vừa nãy tôi có nói với anh em rồi là cái việc không đều. Còn cái lý do tiếp theo tôi thấy là cũng đúng, đấy là chính là cái nền kinh tế nó suy thoái, nên là các anh em ít có thời gian chơi và cũng ít có thời gian xem. Mọi người đều phải hùng hục đi cày cuốc để kiếm tiền, để lo trang trải cho cuộc sống. Ngay bản thân tôi cũng thế thôi. Đấy, tôi cũng suy ra là tôi chả biết thế nào chứ, nhưng mà hôm qua tôi cũng bất ngờ. Tôi cái hàng tôi ra cái hàng bánh cuốn ý, ở đầu ngõ nhà tôi. Lâu lắm mà tôi chưa ăn bánh cuốn, mà tôi ra thì nó đã tăng giá. Bây giờ nó đã là 35.000 một suất bánh cuốn. Quá dã man. Chưa bao giờ nghĩ là một cái suất bánh cuốn ăn sáng nó lại có giá 35.000 đâu anh em ạ. Bây giờ cái gì nó cũng tăng. Nó chỉ có lương là cố định thôi, lương vẫn không tăng. Rất lâu rồi thu nhập không tăng mà có khi nó còn giảm cơ. Có rất nhiều cái thứ xung quanh mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy là hiện tại kinh tế nó đang suy thoái. Rất đang trong cái thời điểm mà kinh tế Việt Nam rất khó khăn, kiếm tiền rất khó khăn luôn. Hôm trước tôi có đặt một cuốc Grab, và khi mà đi cuốc Grab đấy thì tâm sự với cái anh lái xe, thì anh lái xe có nói là ngồi đợi ấy, là cũng phải đến 2 tiếng đồng hồ rồi mới có cái khách đấy, mới coi như là nhảy cuốc. Thì đấy chính là cái cuốc của tôi. Thực sự là thế mới biết là nó khó khăn đến như nào. Đi hôm đấy đi xe máy thôi chứ không phải đi taxi đấy. Thì tâm sự là đi cũng khó khăn lắm. Bây giờ đi Grab nhá là phải đi 100 cây số mới được khoảng 200 hơn 200.000. 100 cây đấy anh em. Dã man. Không biết là anh em có đi Grab không đấy, nhưng mà hôm đấy tôi có nói chuyện với cái anh mà chở tôi ấy, thì anh đấy có chia sẻ như thế. Đi 100 cây mới được là 200k đấy. 100 cây nó đâu có ít đâu anh em. Đi một ngày phải đi rất là xa mới được 100 cây. Cày rất là kinh khủng luôn. Và thậm chí nhất là có muốn đi 100 cây cũng không được đi cơ, bởi vì là có rất đông, có rất đông người là lái Grab, nên là cái sự cạnh tranh rất là nhiều. Cạnh tranh cực kỳ nhiều luôn. Đó, như anh em thấy là anh này có chia sẻ là tới ngồi tới 2 tiếng đồng hồ mới nhảy được cái cuốc của tôi. Chứng tỏ là có rất nhiều người ta đang coi như là thất nghiệp đấy. Sau đó là hoặc là không có cái việc làm ổn định thì người ta chuyển sang người ta lái Grab. Chính vì thế cạnh tranh rất là nhiều. Nói chung là đúng là kinh tế rất khó khăn. Vật giá leo thang. Nhiều doanh nghiệp thì phá sản. Đấy, doanh nghiệp phá sản thì dẫn tới là nhiều người thất nghiệp. Khó khăn đấy. Thế nên là tôi nghĩ là có vẻ như là cái đợt này cũng người ta cũng sẽ ít là chơi game cũng như là xem những cái kênh làm về game. Có thể là những cái kênh mà dạy người ta dạy nghề này, hay là dạy người ta kiếm tiền, thì sẽ nhiều người ta xem hơn. Hay là bây giờ tôi bỏ AutoChat, tôi dạy vẽ 3D nhỉ. Dạy thiết kế kiến trúc. Ok Ron ơi. Đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Già này, già rớt. Nhưng mà cũng phải đép được cái đao quái này đã. Đép đuổi cái đao quái này không? Tôi nghĩ là đép được rồi. Ok. Cái con rớt còn có một quả trứng ở đây, tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta roll cái con rớt lên 2 sao. Trận này eco 15 round anh em ạ, dã man. Rồi, roll thôi.
4 Saman đã này. Đủ 4 Saman rồi. Ok. Chết rồi. Rôn này chậm quá. Không biết là có thoát không? Có thoát khỏi cái top 8 không đây? Dã man. Tôi nghĩ là Saman gánh được, Saman gánh được rồi. Giờ chỉ cần ra con mèo 5 đô thôi thì chúng ta sẽ có là 6 Saman. Thiếu Storm Saman nữa nhỉ? Còn Storm Saman nữa. Ok, đây rồi. Xả tiền thật mạnh nhá anh em nhá, xả tiền thật mạnh luôn. Cái rao trước là chúng ta không kịp xả đó. Rao này tôi sẽ xả thật là mạnh. Hết tiền luôn. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Rồi. Con này lên 2 sao cũng được. Lick 5 đô 2 sao. Ok. 9 mét đấy. May quá chúng ta là Saman anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đẩy vào phát 35 màu vô vẩn đi. 23 màu. Mèo à? Con này để đấy. Tí nữa dùng. Tí nữa mà nếu mà chúng ta có mèo 5 đô 2 sao ấy thì chúng ta kẹp thêm mấy con mèo này vào, xong rồi dồn đồ cho mèo 5 đô. Nó sẽ gọi ra hai cái con tướng mèo 5 đô 2 sao, nó có khả năng là sử dụng đồ. Đấy. Cái con này chỉ để gọi là dự bị thôi. Tí nữa khi nào mà ra được mèo 5 đô mà nó lên 2 sao xong dồn đồ đánh tay cho nó thì nó cũng sẽ có thể gây đam anh em nhá. Rồi. 23 round rồi anh em ạ. Tôi đã eco tới 15, 16 round thì phải. Và đây là round 23. Trời ơi. 23, round 23 và thằng ego kia nó vẫn đang có một cái chuỗi rất to. Chưa cắt chuỗi được. Ok, chuyện này có nhiều người chơi mết đấy. Rồi, round 23 đã có người ra đi. Hai người ra đi luôn anh em ạ. Sau đó đã để lại cho tôi một cái lượng đồ khá là ok ngon nghẻ. Rồi, tôi sẽ đổi đồ luôn. Lấy cái giáp. Cái giáp này có một cái hay, nó chính là cái việc là chúng ta có thể chống cái khống chế. Chúng ta sẽ chống được cái khống chế như là cái hack chẳng hạn. Rồi. Ok đấy. Hiện tại là vẫn đang chưa ra được con mèo nhưng mà bây giờ là ổn rồi. 9 mét ạ. 9 mét thì chết rồi. 12 máu là chắc chắn là đi. 12 máu chắc chắn là đi. Ố, vẫn chưa đi à? Điêu thật. Chơi Sama này nói chung là nó là cái bộ siêu đẩy. Tất nhiên là bây giờ mới chỉ có 4 Sama nên là cái độ đẩy của nó cũng chưa được nhiều. Mà lên được 6 Sama thì nó sẽ đẩy tràn nhà luôn đấy. 40 máu, 50 máu nó là bình thường. Như anh em biết cái sức mạnh của bộ này ở trong như cái con game trước ấy, cực kỳ kinh khủng. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta để dành tiền xong rồi lên 10 đi anh em ạ. Tôi sẽ để dành tiền sau lên 10 kiếm con mèo 5 đô cho nó dễ. Chứ roll ở 9 thì bây giờ nó cũng không hơn được cái gì cả. Nếu mà bây giờ roll ở 9 thì cũng chỉ kiếm cái con Saman lên 2 sao thôi. Thì cái đấy nó không đáng để đánh đổi. Thay vì cái đấy chúng ta lên 10 cho nó kiếm mèo 5 đô. Và bây giờ lên 10 thì kẹp được thêm cái con Saman nữa vào thì cũng ngon anh em ạ. Rồi bây giờ lên 10 đó. Huyết trượng quá tuyệt vời. Chuyện này nếu mà giả sử nhưng mà không ra được mèo 5 đô ấy thì tôi đang tính đến việc là chúng ta sẽ chơi là 6m kết hợp với cả 4 Saman. Được không? Được. 6m 4 Saman. Cũng mạnh.
Ok. Đồ này là cũng tương đối ok đấy, chứ còn cũng không phải là quá mạnh đâu. Mạnh thì chúng ta sẽ có cái RO với cái xích. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ ôn in vào cái đồ tím. Tôi sẽ ôn in vào đồ tím để tôi kiếm cái RO. Cái RO ở trong cái bộ này, nếu mà chơi tướng là con lick thì nó cực kỳ khỏe. Hai lần tung trưởng. Rồi thôi, đến 29 thì lên 10 rồi anh em. Vẫn đúng tiến độ. Bây giờ là round 26. Cái thằng kia nó mất chuỗi rồi. Hơi đen là tôi không phải là cái thằng cắt chuỗi của nó. Round này mới gặp anh em ạ. Chứ còn tôi ngán gì cái thằng này đâu. Ui dồi ui, con Lick nó lướt qua phát là con súng bay màu. Cái quả bóng của con Lick nó đập vào người con súng chạm nhẹ thôi là chết luôn rồi. Đây rồi, lại thêm con Saman nữa này. Đấy, lên 10 thì cho thêm cái con này vào là ngon rồi. Saman nó chơi sướng ở cái chỗ đấy. Chúng ta ra được một cái con 4 tiền thôi, chúng ta có thể vứt vào đội hình và nó có rất nhiều cái tác dụng. Rồi, để tôi tính xem là còn ai chưa gặp nào. Chúng ta còn thằng hình tam giác à. Có cái ký tự tam giác ở đầu. Ký tự Delta. Ok. Vậy là chưa gặp cái thằng hình tam giác. Gặp hết rồi đấy, còn mỗi thằng tam giác thôi. Alo, còn thằng nữa, thằng Trung Quốc hình như chưa gặp, thằng Trung Quốc nữa. Round 28, 27, 28, 29 mới lên cơ, 29 lên 10. Rồi, cứ từ từ đã. Ui, thằng này chơi cái gì đấy? Chơi cái gì nhỉ? Hình như là Insectoid vậy. Chơi là Insectoid kẹp hai mèo phải không? Nhưng mà sắp chết rồi bạn ơi, không xả tiền nhanh còn chết đấy. Đổi một cái đồ tím nữa xem nào. Như này thì vứt hơi nhiều nhỉ. Thế này những cái đồ này tôi vẫn thấy là nó đang có cái tác dụng của nó. Nhất là những cái Blink ấy, những cái Blink là những cái bộ này nó rất cần. Tôi nghĩ là thôi, từ từ đã. Blink cần mà. Mỗi con cầm một cái Blink tung trưởng cho nó nhanh. Ok. Đổi cái Blink này đi vậy. Tôi nghĩ là như này đi. Chúng ta sẽ có cái con rớt nó cầm ba cái trượng phép thì cũng kinh. À có hai cái trượng phép. Gây lượng đam là thêm 30%. Ôi, ui, rớt giật thốn phết đấy. Giật phát con súng gần chết rồi cả anh em kìa. Con súng này nó không có bất diệt. Một round đẩy 21 máu luôn. Tốc độ trận đấu là đang rất nhanh đấy nhá. Round 29 rồi. Quá nhanh anh em ạ. Đen nhở, Ron không ra là cái con mèo. Quá đen. Gắn thêm cái cọc vào để tránh cái việc là cái bọn Hunter nó bớ vào những cái con Saman sớm, khiến cho Saman nó bị bất máu trước khi hóa hình. Hoặc là có thể là Saman nó còn chết trước khi hóa hình cơ. Tôi kẹp cái cọc vào cho an toàn anh em nhé. Đấy, để cho bọn Hunter bắn vào cọc đã. Đầu game cho mấy cái hit đầu là có thể là tránh được. Xong rồi, Trung Quốc mất nhiều máu này. Mà đen quá, trận này không ra được cái con mèo. Vẫn phải đang chơi bằng 4 Saman. 4 Saman 6 mét. Ok, rồi, có đồ để đổi rồi. Chúng ta sẽ đợi ra cái rau quái anh em nhé. Đợi rau quái đổi. Vớ vẩn 32 rau hết game anh em ạ. Chuyện này nói chung là Eco 15 rau nhưng mà cuối cùng là comeback thì cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đấy, ra là cái con gấu nhưng mà vẫn chưa có thể được xài. Chưa được xài đâu. Vẫn đang chơi bằng 4 Saman đấy.
4 Shaman mà đã mạnh như này rồi, không biết 6 Shaman này nó đến cỡ như nào. Mấy cái thằng Hunter chết hết anh em ạ. Cái bộ 9 mét fake thì không tính tiền rồi. 9 mét fake thì cái cửa gì ăn được Shaman. Cái bộ Shaman này là counter trực tiếp vào 9 mét rồi. Đấy, chỉ còn mấy cái thằng Hunter bây giờ có lên được súng 3 sao kẹp với 4 cá không thôi. Súng 3 sao 4 cá phải có bất diệt, phải có... Ôi ôi, đây rồi anh em ơi, tôi đủ bộ nhá. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thậm chí chúng ta... À từ từ đã, lấy đồ này. Sách à? Sách này không có con nào 3 sao, dùng hơi phí. Tôi rèn luôn. Cố gắng kiếm một cái RO hoặc cái xích thôi anh em ạ. Đây rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mặc dù chúng ta phải vứt một cái đồ tím để chuyển sang một cái đồ tím là cũng... Nói chung là cũng thọt đồ phết đấy. Cái round vừa rồi là hơi bị thọt đồ. Phải vứt một món đồ tím và thêm 4 món nữa chúng ta mới đổi được ra cái món đồ mà chúng ta cần. Ok chưa? 6 Shaman kẹp với cọc 3 mét. Chuẩn sách giáo khoa. Rồi được rồi. Vô địch rồi anh em ạ. Đội hình này nói chung là nó quá mạnh rồi. Không dễ để có thể build được lên. Và một khi mà đã build được thì nói chung là vô địch. Ui giời, gặp cái nhà này thì nói chung là tôi không mong muốn gặp nhà này sớm. Bởi vì nhà này trước sau thì cũng chết thôi. Gặp cái nhà Hunter ấy, để xử mấy cái con súng ấy. Ây da, thua. Làm gì thua, làm gì mà thua. Ây da, chính ra 9 mét cũng khỏe phết đấy chứ nhở. 6 Shaman mà còn bị 9 mét đánh cho như thế này thì cũng căng phết đấy. Tôi cứ nghĩ là phải đẩy phải 40, 50 máu cơ. Nhưng mà không, 9 mét trụ được quả vừa rồi là cũng căng đấy. Rồi, đổi tiếp xem nào. Đổi được thêm một món tím nữa không? Bây giờ kiếm cái RO. Trên này hơi thọt đồ nên tôi không lấy đồ cam nữa anh em nhá. Lấy đồ tím thôi. Kiếm cái RO. Ui, lại cái xích nữa à? Thôi cũng được. Cũng được, hai con cầm, mỗi con cầm một cái. Hai cái xích. Hai cái xích, cái xích toàn bản đồ luôn. Ấy. Ui ôi. Ui, súng kìa, nó bắn kìa. Có BKB. Bắn cháy đấy. Nhưng mà đây nó là 6 Shaman bạn ơi. Xong rồi. Ra đi. Ui, ra đi cả hai nhà luôn anh em ạ. 32 round. Tốc độ trận đấu chứ mà chơi Shaman nó đã thật sự luôn. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái line up ổn định ở trong beta. Rất là ổn định, rất là ok. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là bộ 6 Shaman. Nhưng mà chơi chuỗi thắng thì nó kinh khủng khiếp đến cỡ nào anh em nhá. Ở trong beta này thực sự Shaman cũng rất là khỏe. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con thần chết nó kết hợp với cái bộ 6 Warlock nó mạnh mẽ như nào. Anh em nhớ, hay lắm, tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.